Hello tất cả các bạn, video này mình sẽ chơi 8 tựa game trái iPad nha. Thì đầu tiên mình chơi sẽ là game Assassin. À, chúng ta sẽ vào game mà chơi thôi. Mình có thể đổi nhân vật ở đây à? Nhân vật anh da đen này đi. À, mình mua luôn một phát đi, xem nó được nhân vật gì xịn xò không. Đại đứa này à? Thôi, mình sẽ chơi anh da đen các bạn ạ. Anh da đen có vẻ ok hơn. Sát thủ da đen buộc tóc phải gọi là chất lượng luôn. Còn thằng nào chỉ vào chế chuồn chuồn coi như này móc thằng đó trước. Ui ui, có một thằng đâu chạy ra thế, chế thằng đằng này ấy à. Ấy chà, ái chà, bị bắn một viên à. Mình đi bên nào, đi bên nào, đi bên nào, chạy đâu hết nào. Tiếp mình ăn được 3 chìa khóa và mình sẽ được mở hòm nha. Rồi, một hàng này không được cái gì mấy. Nào chúng ta sẽ chơi tiếp nào. Đây khó khăn đấy, sao mình sẽ phải giết thằng. Wow, ôi không, sao trên này còn nhiều vậy, sai lầm các bạn ạ. Mình sẽ phải rình giết thằng đó này. Mỏ hết xuống rồi. Ui, bắn mấy viên rồi các bạn. Chết. Ui ồ, nó tỉa trên kia xuống cả. Chạy chạy chạy. Chết. Nơi đâu? Ủa, sang đây à? Nhớ bắt thằng xanh nhỉ. Chết. Mau đây nhá. Bắt thằng này. Bắt lẻ, còn hai thằng. Hai thằng trên này nhá. Chúng mày chết rồi. Đứt cổ. Chết luôn. Nào. Tiếp theo. Xem nào, chúng ta phải tìm cách mò thằng đây. Giết thằng này. Rồi móc ra đây. Giết nó thằng này đã. Rồi lại quanh ra đây. Chúng ta sẽ chỉ chơi chiến thuật thôi, phải thật là bình tĩnh. Chuồn chuồn liên tục là những pha ám sát đi vào lòng người. Nào xem nào, bạn đi lẻ là sai lầm của bạn An, còn tôi thì bạn sống là sai lầm của tôi đấy. Trời ơi, thằng cuối cùng thì mình đã lao thẳng vào mình giết luôn. Tuyệt vời chưa các bạn, rồi mình sẽ chuyển game khác nha. Game tiếp theo là một game cắt gì đó đây. Oh no, gì vậy, mình phải cắt gì ấy nhỉ. Đấy, kiểu như vậy mình không được cắt chạm xuống bên dưới. Tiếp theo một miếng, hai miếng, à mình sẽ chia cái này 4 miếng thôi. Bên trong có một con vật này. Rồi mình cho trôi hết xuống đi, cái này thì mình chỉ cần cho một cục này là được. Tiếp theo, à mình sẽ chuyển dao. Rồi rất nhiều loại dao, 5.000 tiền rồi. Xem nào, mình sẽ chơi có thể mua được dao gì đây. Có cưa máy này, cưa máy này chất lượng này. Mua, dùng thử cưa máy nha. Chơi rồi. Úi dồi ôi, những cưa máy này thôi.
Rồi. Ok. Lần này mình sẽ chia cái này thành rất nhiều phần. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Một phát là được. Tuyệt vời ông mặt trời. Next level. Oh no. May quá. Đến phút cuối mình vẫn làm được. Tuyệt vời quá. Tí là toang. Tiếp. Lần này mình sắp phải lấy được 4 con cá ra. 1 2 nè. 3 nè. Chưa 3. 3. Bốn nè, bốn đây rồi đó, và bốn con đã lấy bốn cá ra rồi. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game khác nha các bạn. Thì tiếp theo là một game quái vật Jungeon Start Game. Start Game luôn. Đây mình sẽ ăn những cái quả bóng này, có thể cho mấy con quái vật kia nó hay rồi. Có một con cá mập đang đuổi. Khà khà. Mình đang bắn chết rồi con cá mập phải không ạ? Con rồng nó đang ngủ, mình tranh thủ chắc. Nháo nháo à. Úi dồi ôi, dính trường rồi. Ôi không. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển game. Đến tiếp theo là lớp bát. Mình sẽ là cái nào cho hai quả bóng này gặp nhau là được. Hai quả bóng này đến được với nhau. Màn tiếp theo đâu rồi, mình sẽ chơi màn tiếp đi. Chúng ta phải cần rất nhiều sao nữa thì mới quả đấy thôi. Còn đây mình chơi những cái màn không có sao này. Mạnh mẽ lên, tuyệt vời. Hai sao. Đây. Mình sẽ tìm những ở đây cái này. Oh no. 3 sao. Đây. Cái này. Đó, như vậy là được. Sở 3 sao luôn. Next nào. Ok, 3 sao rồi. Xem nào, mình chơi này đi. Ui dồi ôi, tí được. Cái này mình phải... Không. Mình phải làm một cái kiểu như cầu trượt này. Không được, không được. Lại nè. Oh no. Mình sẽ làm hơi vòng vòng một tí nhỉ. Đây này, trước tiên là một phát thẳng lên này. Phew. Không được.
Qua không? Cuối cùng cũng đã qua. 2 sao cũng được. Mình thử xem em qua màn kia chưa nào. Đâu? Oh no no no, đi đâu vậy? Muốn mở màn khác thì chúng ta phải đạt được số sao quy định thôi. Đây màn này chúng ta có rất nhiều cái không phải là sao. Đây buộc. Tiếp theo mình sẽ chuyển game nha. Game tiếp theo là một game làm cà phê các bạn ạ. Rồi mình sẽ làm những hình dạng vị khách mình yêu cầu. Ông ấy cũng làm một cái map. Tiếp đến màu đỏ nha. Vậy, yên tâm em, mình sẽ làm lại cho xem mình thế. Màu đỏ này, này, xanh này. Tiếp theo màu nâu, góc này ít nữa được. Rồi, cho vài cái bánh vào cho ông ăn. Ngon ngay. Nào thằng. Dạ. Yo. Tiếp theo là một chiếc hộp quà cho Batman này nha. Khá là khó à. Ôi ôi. Cái này nó hơi bé, làm hơi khó. Nhưng mà không sao. Đổ xuống đây. Rồi, nhấn màu. Không sao cả. Nhấn màu hồng à. Đây hình một cái hộp quà. Đôn giọng của tiếng Sola lên. Để che những cái chỗ kia đi. Ba sao đấy các bạn. Đẹp tuyệt vời luôn. Ồ 250 đô. Được. Được đó người em à. Mình sẽ được mở 3 chiếc dương này. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ chuyển game nha. Tiếp theo là Happy Racking. Vẫn là những quả game không thể vượt qua này. School. Tiếp theo vào đây nào. Bốc đỏ. Ui vừa vào nó cụt cái chân à. Bụp. Chết mấy con gà luôn. Nó pet luôn. Ôi không. Vừa vào nó dính trưởng ở đây rồi. Ô đến đoạn này tao bị gãy một cái chân rồi. Bụp. Để nát tưa mấy nhà luôn. Qua được rồi đất ơi. Lùi lại nào. Đúng. Đi tiếp. Cụt chân rồi anh em ạ. Nhưng không sao.
No, cái đoạn này không thể vượt qua được. Ui no, chuyên ra cái chân ở đoạn này. Mấy con gà này ngứa hết cả mắt. Đây rồi, lấy đà phóng. No. Không được qua chỗ này gọn ạ. Không có gì cay cả. Không sao, không có gì cay cú cả. Chúng ta sẽ tiếp tục một pha nữa. Đi nào. Lần này chúng ta sẽ vượt qua. Nghiến chết con mèo này. Bốc đầu. Oh no. Hello. Lên luôn và xe lăn nhưng mà đi rất là kinh luôn. Ồ, gãy cổ luôn các bạn. Đi nào, né. Đẻ chết con gà luôn. Tuyệt vời. Cuối cùng thì mình cũng vẫn không qua được. Thế nào. Úi dồi ôi, tí chết. Còn một chân thôi. Bị cụt một chân đấy không? Đây đi nào. Đấy. No way. Rất khó các bạn. Chỗ này phải gọi là siêu khó luôn. Thật không thể tin nổi mà. Sao có thể có một cái map như thế này mới chỉ map 10 thôi. Mà cả... Kể thế nào, map 10 cũng không qua được. Tôi cũng không qua được. Mình sẽ chuyển sang game khác thôi. Mình chơi vài lần nữa có lẽ cái iPad này sẽ bay mất. Chịu rồi nha. Tiếp theo là một game đại chiến xe cộ. Xe này, những chiếc xe lắp ráp của những chú mèo này sẽ phang nhau. Nào, mình sẽ chế tạo xe đây. Đấy, con này được không? Nào, mình sẽ lắp ghép xe nha. Rồi, một quả 4-5 sao luôn. Xem tiếp theo một quả gì nữa rồi, lốp đâu? Thì yeah, tìm lốp đã nhờ, lốp. Ui, lốp 3 sao này. Lốp 3 sao thì được á. Một chút lốp 3 sao nữa. Tiếp theo là một quả hất này đi nhờ. Mà cái này nó không được. Có lẽ mình chơi quả này đi. Nào mình sẽ đi chiến luôn nha. May hả mọi người? Bắt đầu. May à. May à. May à. May à. May à bưởi. Win. Mình lắp được quả xe phải là chất lượng các bạn ạ. Tiếp. Sao? Win. Tuyệt vời chưa? À, tiếp theo mình sẽ chuyển game nha. Game tiếp theo là game bắn cung các bạn. Ache Hero. Super Hero. Bắn trường lắm. Xong bắn được. Đây. Mình sẽ được chọn bậc thầy trí mẹ tại vì mình vẫn còn nhiều máu. Bụp bụp. À, được lớp giáp quá. Ui. Nhưng mà vừa phải né nữa nhé.
Không biết đâu có máu cho mình ăn không nữa. Bắn nó. Ui. Không biết chúng nó ở đâu nhưng mình vẫn đứng ở dưới mình bắn này. Còn 100 máu thôi bạn ạ. Không biết mình có vượt qua nó. Ui ui ui. No. Vì nó giết rồi. Ok, cái này mình kết thúc video tại đây rồi. Chào tất cả các bạn nhá.